Coffee quán đó, Mộc Lan Coffee nhá. Đây là quán cà phê Mộc Lan của anh trai và chị dâu Mai. Hôm nay thì Mai sẽ tới đây. Mai đông khách quá. Đây nhá, đây là cháu gái Mai này. Đây là con chị gái của Mai này. Đó, được nghỉ hè. Đang ra đây rửa bát. Hoàng Linh. Cái gì đây? Phải cười tươi lên chứ sao lại sợ? Cái gì mẹ ơi cứu con? Đây cháu gái của Mai nhé, con lớn của anh trai Mai đấy. Bây giờ là chị dâu Mai đang sinh em bé mới được 2 tháng, nên là cháu giúp chị quản lý hoàn toàn cái quán này. Đó. Cho nên là ai mà muốn đến đây ăn thử, uống thử cà phê rồi trà sữa gì đó đấy, là đây là những cô gái vàng trong làng pha chế đây. Đâu rồi, những cô gái vàng trong làng pha chế đâu rồi, quay mặt đây xem nào. Đây, bây giờ em về xuống quán của bác kiếm tiền nhá. Đây này, thấy chưa, quán đông chưa từng có, mà đến 80% là khách của Hàn Quốc nhá. Chỉ có 20% khách Việt thôi. Bây giờ thì cho em mê với Lui xuống rửa bát và bưng bê kiếm tiền mùa hè. Ở đây thì quán của anh chị Mai sẽ đóng cửa thứ bảy chủ nhật. Mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu. Bông ơi, Bông, mở cửa từ mấy giờ sáng mấy giờ? Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm ạ. Đấy, đấy cô quản lý xinh đẹp đấy nha. Mấy bữa nữa cô xuống đây cô sẽ làm cái món panakota cho cô quản đón khách nhá. Để cô khách sẽ ăn thử món của cô làm. Đó, cháu gái của Mai rất là nhanh nhẹn. Em bảo là em sẽ rửa bát, tại vì là em không biết nói tiếng. Thế thì chị Hoàng Linh giúp con dạy con rửa bát. Ra chỗ Hoàng, chị Hoàng Linh. Rửa cốc chén này. Hiện tại đang đông quá nên là chưa cho em làm được. Thế con ra con đưa em bé ra chỗ Hoàng Linh ấy, bảo Hoàng Linh dạy em bé cách rửa cốc như nào. Em bé bây giờ về đi làm hè nhá, bây giờ con đang học rửa bát. học rửa ly đấy để kiếm tiền. Đây là những các em cũng là sinh viên đó. Được nghỉ hè, học sinh sinh viên nghỉ hè đến làm thêm á. Có một anh người Hàn Quốc, anh ấy giơ tay anh ấy chào. Mai quảng cáo một chút về thực đơn ở đây nhá. Tất cả các đồ uống này và giá cả thượng khách, có nghĩa là thoải mái lựa chọn luôn. Và sẽ có Mai và hai con Mai phục vụ cho thượng khách nữa. Đó. Những người hâm mộ trà sữa đâu, Mai thì năm Mai lại không hâm mộ trà sữa. Đó, giá cả rất là bình dân, 30-35 ngàn thôi. Mít chín cây nhá. Cực kỳ thơm. Lui mông tê lên. Mít chín cây này. Đó. Mít chín cây luôn, rất là ngon. Ai mà ăn mít thì liên lạc với Mai. Chị chọn, tùy chị chọn. Đó. Con muốn uống cái gì? Cam đá. Em bé con muốn uống cam nóng hay cam lạnh? Cam nóng hay cam lạnh? Cam nóng. Nóng? Lạnh. Lạnh, em muốn cam lạnh nhá. Con nói lại em sao nhỉ? Em cảm ơn chị. Oui oui, je veux dire. Em cảm ơn chị. Con nghe em nói gì không? Rồi, thấy chưa? Ngon không, ngon không? Đó, cẩn thận đấy. Đây Lui gọi cacao nóng ấy nhá. Xuống quán của anh trai nhá, là hai đứa nhìn đấy, có cái tiệm bán là mì tôm Hàn Quốc. Hai đứa con cùng rất muốn ăn mì tôm này. Em mẹ, thế con ra con hỏi bác Hoàng tiền đi. Con đi, bác Hoàng ơi, cho con xin tiền mua mì tôm cay. Ui, ông xin đâu kỳ đòn ra su.
Úi giời, ly Chị Em mê ly, con chào ai đấy? Con nói làm sao nhỉ? Con chào bác. Đấy. Rồi, con nói sao bác nhanh nhanh. Con nói sao bác? Vâng, vâng. Con cảm ơn bác nhanh nhanh. Hai đứa sang mua mì tôm cây đây mẹ, cho tiền nữa. Thấy chưa, thấy gần đây có mì tôm cay ấy, là hai đứa ra xin tiền là anh trai Mai để mua mì tôm cay. Đây là hành trình ba mẹ con đi bộ mua mì tôm đây. Ôi, mẹ con Mai vừa tới siêu thị VK Max. À đấy, ăn kia chè đi. Đây có là lần đầu tiên Mai vào cái siêu thị này. Ở đây là khu trung tâm công nghiệp của người Hàn Quốc á. Wow, em ơi. Em mì Lui đã tìm thấy gian mì và mình yêu thích đây. Con muốn ăn mì gì? Có bu vu đơ. U a pia đơ thoa bu rốt. Mama quá. Oh, ok. Con muốn nào? Bi gong. Lui thấy chị lấy cái hộp to hơn, Lui cũng đổi lấy hộp to hơn. À. Chip potet chip chip hang am pu bong a vek thu si. O si ngọc anh, mình đâu sao thì thu pho pu ơ. Potet ăn ngủ. Sao? Ui. Được chưa? Hai, ok. Ça va? Oui, Sophie. Si biết xin kim mong, si vu kim mong. Anh em có ra trả tiền đi. Lui ơi, ra trả tiền nhanh lên. Hai chị em vào đây là chưa muốn về kìa. Đang vật vã với lại gian hàng mì kìa. Ôi giời, anh Lui anh được mua mì tôm, anh sướng anh nhảy kìa. Hai con đã chọn được món mì yêu thích. Chips hả? Mì tôm hả? À nộp, cùng phong mì tôm sao ạ? Chips. Ui. Thế con phải hỏi mẹ đây, con ăn bim bim. Nên khi trả tiền nên Lui xin mẹ là cho con mua gói bim bim. Hôm nay chả mua kẹo gì. Chú vô lớp kẹo là. Ok, sao ba. Rồi. Rồi. À thế. Rồi. Ui. Con được. Thế con nói sao với chị nhỉ? Em cảm ơn chị. Rồi, em cảm ơn chị rồi. À đây ông bà. Em cảm ơn chị sao đi mẹc xi chi. Con đi ra ngoài đi. Rồi, anh Lui giữ cửa cho em nhá. Đó, hành trình mua mì cay của mẹ con Mai đã xong. Bây giờ thì đi về quán cà phê của anh của Mai. Ô la la, bót yêu thích của Mai. Trời ơi, ngon chưa? Trời ơi, lòng này. Đó, vừa về tới quán nhà. Quán của anh trai Mai. Nếu mà ai muốn uống cà phê tới đây sẽ gặp mẹ con Mai phục vụ nhá. Ok, bây giờ mẹ con Mai đi về. Và bây giờ thì Mai cho con vào chào những hot girl trà sữa ở quán anh trai Mai. Cô đi về nhé, cô chào các cháu. Mai mà thuê thì Mai cô lại xuống cô làm cho nhá. Cà phê cô bưng bê không? Có, à đâu, cô bưng bê. À cô bưng bê không phải thuê, có nghĩa là cô bưng bê miễn phí. À, cái đấy cô phải gọi cô Phan. Đây, còn đơn ngày mai đấy thì em mê mê sẽ xuống đây rửa bát. Đơn mai chị viên chị phải đập lùng, ok? Rồi, con đồng ý. À, thế em mê Lui chào chị đi nhé. Lui con chào chị. Con ra chào chị đi. Em chào chị. Lui. Lui con vào con bỏ ông ơi. Anh đấy, sao tí. Ông ơi. Cho con mua mì tôm. Chào em. Đợi một chút á.
Nói chung Việt Nam mạnh lắm nhá. Qua kia về Việt Nam đá bóng nhá. Lui, ông đi gì vẫn chê xe hộp à? Nói cho có người nghe chứ. Ông đi chưa ăn phong Việt Nam miền. Vâng, nó có to tiền không? To tiền. Có trả tiền không? Thôi, thế con gì? Con chào chú. Con chào chú à? Chú chào con. Lui, nói sao nhỉ? Con chào chú. Đây, mày vừa về tới đây thì hai đại gia bắt cóc đây. Hai đại gia bắt cóc vào nhà chơi. Con này là con lớn, con này thằng này thứ hai ạ. Lui bị ông bắt cóc này. Ông cứ bảo Lui về Việt Nam chơi bóng đá cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc là con này không có năng khiếu về đá bóng. Ông bảo con nói tiếng Việt giỏi. Không, nói tiếng Pháp. Nói tiếng Việt thế là cháu nói rồi. Phải biết cả tiếng Việt, tiếng Pháp cho phải giỏi. Tiếng Anh nhé. Phải học giỏi. Ông đi xử biếng ở phòng nơi phòng xe ở Việt Nam miễn thì long lè. Tiếng Anh nhá, tiếng Pháp, tiếng Việt là cháu phải giỏi nhá. Vâng. Nó đã nó học thêm tiếng Latin với lại tiếng Tây Ban Nha nữa. Vâng. Sao càng nhiều tiếng rồi tốt. Thế con chào ông đi. Con chào ông. Chào cháu. Con ai đây, ai đây? Con đi con mong. Con chào. Bye bye, bye bye. Bye bye. Con chào chú. Con chào chú. Bye bye. Con chào chú. Con chào chú con về. Vâng ạ. À. Anh này. Thế. Ấy, Lui ra nhà bà đấy, bà cô của Mai đấy. Hỏi nó đi. Đây là hôm nay Mai cho hai con ra nhà cô ruột của Mai nhá. Đây là anh con cô của Mai. Em về con học lớp mấy? Con trả lời đi. Con trả lời bác. Con học lớp. Con học lớp 8. Thế Lui. Con học lớp 6. Con học lớp 6. Đây đây đây. Hình cưới của anh chị Mai đây. Úi giời, các cháu đây chuẩn bị lên bố chồng đây. Đây, mẹ chồng đây, mẹ chồng đây. Không biết có vụ mẹ chồng nàng dâu không đây? Mẹ chồng nàng dâu không đây? Đây. Mẹ chồng này thì tâm lý thôi rồi đấy. Ô, Thăng Long. Này, Lui này. Ngon không? Mày chưa bao cút tên, nó hỏi tại sao nó có hai màu như này. Đây là cô ơi cô. Đây là cô ruột của Mai nhá. Đó, thấy bố giống bố Mai giống cô không? Cô nay bao tuổi nhỉ? Cô năm nay 83. Cô hôm nay 83 nhưng mà vẫn gánh hay 40 cân lúa, 50 cân ngon lành chạy như là phất cờ. Bây giờ chán gió luôn. Hai thùng nước gánh từ sông cữ lên sảy tưới một sao cà pháo như đúng rồi đấy. Công nhận. Thế, cô thích cô nghĩ lấy cháu không để cháu giới thiệu cho? Cô lấy chồng khác không? Sao để ở gần cháu? Cô phải nhìn. Có sao đâu cô? Bây giờ 70 người ta mới. Cô muốn phi công trẻ hay phi công già? Cháu lấy này cháu cho cô vợ. Ôi, bây giờ toàn cháu lội tìm chồng cho bà thôi cô à. Hay là cô lấy chồng khác nhé. Tìm ông nào rồi từ tầm 91 thôi. Hoặc biết bà sao được. Chơi chôn. Biết đâu được. Ở bên nước ngoài họ sống thọ cô ạ. Hai ông bà lại nấu cháo nhau ăn sức khỏe có sao đâu. Hay là cô thích. Đấy, nhìn chị dâu chưa? Cứ ra mỗi lần ra nhà chị dâu anh con cô một cái là trái cây ăn gọi là không xuể luôn ấy. Thế em mê với Lui nói gì bác nhỉ? Ngọt lắm mà ngon bổ lắm, bổ máu. Con cảm ơn bác nghe chứ không? Sao không ăn? Ui giời. Con cảm ơn bác ấy. Con ăn đi. Cái thằng hấp này thì nó cực kỳ là mê. Thằng hấp này thì cực kỳ mê Thăng Long. Thế là bại còn hai quả hai loại. Con ăn đi. Hấp lắm, ở bên đấy là Thăng Long mà nó đắt lắm, đấy, em đâu mua cho đâu. Bên này có thể nó rẻ, bên này giá thế mà nên năm quên đi có mấy năm thôi mà. Tí bà từ bế thử nó xem nào. Nhớ cái gì? Tí bà từ bế thử nó nhỏ nhẹ, nó hơn 60 cân thôi à. Nó ở vô bỏ rác đâu, cái đĩa thứ ba này. Đây con đẹp đấy. Lui ăn xong miếng đỏ rồi ăn xong miếng trắng nhá. Đó.
Đây là con mọt thăng long đây. Đây có thăng long hay thanh long vậy? Thanh long. Đó, anh chào em thấy chưa? Đó, Ly có em lớn thế. Em về con nói sao nhỉ? Chị chào em thấy chưa? Đấy, về vế đàng hoàng đấy. Oui, thì chị. No, parce que il a ses mon papa, c'est plus grand que sa grand-mère. C'est comme ça, c'est toi tu livres plus haut. Đó, nó hỏi tại sao này cháu lớn tuổi như vậy mà nó lại là chị của cháu. Thế là cô phải phân biệt là cái bề bậc như nào để cho nó biết. Phải nói là ở Việt Nam người ta có cái phong tục là sinh con rồi mới sinh cha. Sinh cháu rồi. Nhìn này này, 83 tuổi mà vẫn còn leo cây chứ, đúng rồi này. Đó, leo cây vặt xung vào cháu này đấy, leo tiếp lên kia kìa, sợ quá nó cơ. Chết được giờ này, cô. Cháu cảm ơn cô, thôi được rồi, cô đừng vặt nữa. Đi đâm chỗ cái sảnh. Đây. Ba chị bà đang cùng mẹ đang ngồi nói chuyện với bà mà ba chị em nó cứ đi vòng quanh sân đây. Ờ, cứ rồng rắn rồng rít lên mây đây. Ở bên đấy nắng phơi nắng bên đấy đâu con nhỉ? Vâng, đây nắng. Bà cứ bỏ đường ra phơi nắng mà nó cứ ra ngoài trời chọn là thường nó phơi nắng này. Nắng bên đây nó chín chắc lắm. Thế con chào bà, con chào bác đi, về. Con chào bà, con chào bác. Con chào bà, con chào bác, con về. Thế con ôm bà đi. Con chào cô, em chào chị. Đây rất là nhiều người thắc mắc là Mai ở đâu thì Mai xin giới thiệu là địa chỉ nhà Mai là Hà Nhuận, An Hoán, Dương Hải Phòng nhé. Đây là tiệm tóc mà Hair Salon Gia Lộc, cách nhà Mai chỉ có 50m thôi. Bây giờ thì hôm nay Mai cho hai con ra đây gội đầu massage thư giãn. Ở Pháp thì không có cơ hội là đi quán gội đầu massage đâu, mà chỉ có là đi ra tiệm cắt tóc thôi. Xong tiệm người ta cắt tóc thì người ta sẽ gội đầu cho mình. Còn để ra quán gội đầu thì hầu như là rất là ít, vì ai cũng tự gội đầu ở nhà để tiết kiệm. Thôi về Việt Nam phải chịu chi một quả xem như thế nào. Đây là đứa cháu của Mai nhá, cũng là ông chủ tiệm salon tóc này. Đó, khách thì đứng xếp lốt kìa, cực kỳ đông khách luôn. Bây giờ ba mẹ con Mai cũng phải đợi. Ê, toàn hot girl ở làng Mai đây. Bây giờ là em mày là trải nghiệm gội đầu nhá. Em mày, có thích không? Thích không? Con thích lắm. Thôi, hôm nay em quê ra tỉnh đây. Một tuần em mới gội cái đầu thấy nhẹ hết cả người nên. Thôi bây giờ sẽ hẹn một tháng nữa quay lại đây gội đầu. Tiết kiệm là quốc sách ấy. Đây. Nhiều người thắc mắc là làng Mai có cái ngôi biệt thự biệt phủ nhờ. Ngôi nhà triệu đô là của chị à? Chị đang làm tóc kìa. Hôm nay là vô tình gặp chị làm tóc ở đây. Thì em nói sự thật đấy thôi. Đây em thích cái bộ tóc của chị lắm. Đó, đây. Tóc đẹp chưa? Sóng tóc đẹp chưa này? Đó. Người đẹp làm gì cũng đẹp, mỗi Mai là làm gì không đẹp nên tốt nhất là không làm gì. Ơi. Em mê lui xong chưa? Úi giời, em mê cũng làm sóng tóc kìa. Úi. Thế con nói sao nhỉ? Có trả tiền đi. Thế Luy con hỏi là anh ơi. Anh Lộc ơi, ra hỏi anh Lộc đi. Anh ấy. Anh Lộc ơi. Hết bao nhiêu tiền? Đấy em mê dậy. Rồi, Luy trả tiền cho anh đi. Thế con nói sao nhỉ? Con nói sao em mê? Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Sẽ có chị gội đầu cho em con này, con có cảm ơn chị. Thôi được rồi, không lấy, Luy không lấy. Luy, no, Luy chứ đón anh. Đón anh. Rồi. Cô cảm ơn nhá. Em chào chị. Dạ vâng, em chào mọi người. Cô cảm ơn Lộc nhá. Cô chào tất cả mọi người. Cứ mỗi lần ra chợ là bạn của Mai bắt tóc kìa. Dạ.
sao? Con chào bác. Thế Luy nói sao nhỉ? Con chào bác. Ồ, con chào bác. Chơi được mấy ngày? Cháu về còn 2 tháng. Yeah. Vâng ạ. Thôi bây giờ thì em mới ra chợ mua quà nhá. Mua sữa và cho các em. Đấy. Chắc chưa đủ rồi. Con ra con lấy tiền bác trả lại đi. Con nói sao? Đấy con cảm ơn bác. Đấy nó cảm ơn bác cho thêm nó 10.000 nữa. Khổ thân nó. Thôi đây đùa chứ trời trời ơi bà tưởng thật đấy hả? Không 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 không. Không trời ơi. Không 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 có chuyện đấy đâu. À, sao em cảm ơn em, ui ngon chưa? Đây, hàng độc đấy nhá, hàng độc nhá. À, cái món này chị được nghe quảng cáo rất là nhiều nhá, chị chưa được ăn. Nói sụn đấy nhưng chị chưa được ăn. Ở bên Pháp thì đấy là quảng cáo á. Ơi, ui giời, đu đủ trên cây. Ui bà bay, đu đủ trên cây ngon chưa? Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Không ngon. Lên mây. Đây đây đây. Đây là kiểu ăn xong rồi ra vườn trồng rắn đây. Mày lui nó đi kiểu gì kia. Mỗi lần về Việt Nam là Mai thăm quê là chính, thăm gia đình, thăm bạn bè, người thân. Và sau đó đấy thì Mai mới ra Hải Phòng cho các con chơi ở đó, thăm cũng là thăm bạn bè của Mai. Và sau đó thì Mai mới cho các con đi chơi. Và đến khi đợi ông xã về thì gia đình Mai mới chính thức đi du lịch. À, các con của Mai cũng đã rất nhiều lần về Việt Nam. Đây là lần thứ 5 các con về, nên các con không có xa lạ và các con rất thân thuộc với làng quê của Mai. Tối nay thì gia đình Mai ra ăn cơm ở nhà bố mẹ em rể của Mai. Mỗi một lần về thì bao giờ chú Thiếm cũng mời mẹ con Mai ra ăn cơm, và đến khi ông xã Mai về thì cũng mời Mai ra ăn cơm. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thì cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.